Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hồ sơ vụ án. Thưa quý vị, những ngày cuối năm 2014, công an tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều tra một vụ án nghiêm trọng có tình tiết rất đặc biệt. Một nữ doanh nhân có cơ sở làm ăn khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đã thuê một nhóm sát thủ từ Hà Nội vào ám sát một người đàn ông 41 tuổi với giá 1 tỷ đồng. Nhóm sát thủ đã ra Hải Phòng mua súng rồi 4 lần nam tiến vào Bình Dương để nghiên cứu lên kế hoạch bắn nạn nhân như trong phim hành động càng ly kỳ hơn khi sau đó bọn giết thuê săn lùng để xử luôn cặp vợ chồng đã thuê chúng. Cầm đầu nhóm săn lùng người, theo hợp đồng này, là một cảnh sát chống tội phạm ma túy bị sa thải, đồng thời cũng là trùm ma túy nên rất nhiều kinh nghiệm xóa dấu vết sau khi gây án. Để đi sâu và tìm hiểu chi tiết vụ án bí hiểm này, xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Anh Nguyễn Tấn Phú, sinh năm 1972, ngụ tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, là người kinh doanh bất động sản, Cuộc sống khá thoải mái nên hàng ngày anh vẫn lái chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Captiva Chevrolet đời 2008, màu đồng, biển số 61L09 đi lại làm ăn. Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2013, khoảng 8 giờ, anh Phú gọi cho một đồng nghiệp buôn bán đất tiền Hải, nhà ở Bình Dương, hẹn đến quán cà phê Amazon thuộc khu dân cư Tranh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một để bàn công việc. Hẹn với bạn xong, anh Phú thong thả lái ô tô theo tỉnh Lộ 8 từ xã Hòa Phú, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh sang Bình Dương. Khi vào khu dân cư Tranh Nghĩa, anh Phú dự định ăn sáng trước. Lát gặp bạn chỉ uống cà phê nên chạy xe theo đường Hoàng Văn Thụ ghé vào quán cơm tấm Mỹ Tiên. Nhìn đồng hồ trên xe đã 8 giờ 20 phút, anh Phú giảm tốc độ, đồng thời bấm các kính cửa xe lên. Do buổi sáng trời mát nên lúc xuất phát từ Củ Chi, anh hạ kính để hưởng gió tự nhiên. Đang tập trung tìm chỗ tấp xe vào lề, anh giật mình khi nghe một tiếng nổ đùng ngay trên đầu mình. Tiếng nổ chát chúa để lại một cụm khói nghẹt mùi thuốc súng trong không gian chật hẹp chưa được mở máy điều hòa của chiếc ô tô. Theo phản xạ tự nhiên, anh Phú dậm thắng rồi quay đầu thật nhanh ra phía cửa kính. Trước khi cúi đầu ôm vô lăng theo bản năng tự vệ trước tai họa, anh kịp nhìn thấy hai người đàn ông mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang, mũ kết che sụp mặt, chở nhau trên xe máy màu xanh phóng vọt đi. Tên ngồi sau kẹp nách một cây súng dài cỡ 50 đến 60 cm, giờ lên y hệt điệu bộ cùng một gã cao bồi cưỡi ngựa vừa bắn xong một phát đạn chính xác, đang hả hê tự mãn với thành tích của mình. Một cảnh y chang trên phim Mỹ vừa xảy ra trong buổi sáng đẹp trời này, ngay giữa thành phố thủ dầu một yên bình, chủ phú. Chuyện thực hay đang mơ? Anh Phú bàng hoàng rồi bỗng rụng rời tay chân khi nhận ra anh chính là mục tiêu hay con mồi của hai gã cao bồi cưỡi ngựa sắt bịt mặt đó. Chúng muốn giết anh, chúng đã theo dõi anh từ lâu và luôn như bóng ma rình rập từng sinh hoạt đi lại của anh. Sáng nay là thời điểm thuận lợi để chúng nổ súng kết liễu anh. Có lẽ chúng đã theo anh từ Củ Chi, qua nhiều chặng đường rồi đợi khi anh giảm tốc độ xe để tấp vào lề, chúng mới ra tay. Trong lúc gục đầu xuống vô lăng, anh Phú suy nghĩ rất nhanh nhiều thứ trong đầu. Anh cho rằng mình đã khôn ngoan khi làm động tác này. Hai tên sát thủ nhìn qua cửa kính, thấy anh gục xuống vô lăng, nên rất yên trí là anh đã trúng đạn. Chắc chắn máu từ mang tai đang tuôn ra, anh đang hít thở những hơi cuối cùng. Nhìn điệu bộ ngông nghênh, đắc ý của tên cầm súng, đủ thấy chúng hết sức tin tưởng là anh đã chết hoặc sẽ chết trong chốc lát. Chúng không cần quay lại để bắn phát ân huệ là vì thế. Càng nghĩ anh Phú càng sợ hãi đến liệp người. Anh vẫn gục đầu trên vô lăng để đánh lạc hướng hai tên sát nhân. Nhưng hai tay đang lần tìm khắp thân thể xem có chỗ nào bị ướt không. Không ướt không đau có nghĩa là không chảy máu, không bị thương, có nghĩa là thoát chết trong gang tấc. Đúng là trời Phật, ông bà phù hộ mới có điều kỳ diệu, may mắn đến không ngờ như thế. Liếc qua kính xe, thấy hai tên H.I. đã mất dạng và tin chắc chúng sẽ không quay lại với khẩu súng chết tiệt đen ngòm. Anh từ tư từ ngước lên. Trên trần xe có nhiều vết xước, chứng tỏ phát đạn trùng bắn ra là đạn trùm. Phát này mà chính xác thì nửa bên mặt của anh đã tan nát, nhảy nhụa, khó mà giữ được mạng sống hít mấy hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh anh bắt đầu phân tích điều may mắn đã cứu mạng anh trong đường tơ kẽ tóc đó chính là tầm kính của xe bên tay trái chỗ anh ngồi lái anh nhớ rõ khi đó mình đang bấm kính lên đó cũng là lúc nòng súng dài của bọn sát nhân thò vào xe ngắm vào đầu anh để chúng xiết co trình tầm kính trong quá trình trồi lên đã đẩy nòng súng ngước lên nên chúng bắn chật trúng đạn cày lên chân xe khói từ nòng súng khét nghẹt trong xe anh phú đưa tay vuốt ve tầm kính ân nhân vừa cứu mạng anh chuyện gì đã xảy ra nếu không có nó. Vợ anh quá bụa, còn anh mồ côi cha, dòng họ và bạn bè phải thương tiếc tiện đưa anh và bao nhiêu dự định làm ăn vun vén cho gia đình sẽ gậy ngang tức tưởi. Quá kinh khủng. Nghĩ đến đó, anh Phú bỗng hết sợ hãi, thay vào đó là cơn giận sôi sục những kẻ âm mưu đẩy anh vào chỗ chết. Anh quyết đấu lại với chúng, phải tố cáo chúng, vạch mặt chúng để pháp luật trừng trị chúng. Anh thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Anh mở cửa xe, bước ra ngoài phía trước là một số anh lái xe ôm tài xế taxi đang đứng bàn tán mấy người kia đồng loạt khuyên anh nên báo ngay cho cơ quan công an để truy bắt hai thằng độc ác đó anh phú gật đầu đúng phải báo công an để ngăn chặn chúng biết mình chưa chết quay lại bắn tiếp hơn nữa còn chuyện ăn nguy của gia đình quan trọng hơn là chỉ có công an mới tìm ra kẻ đã thuê chúng giết mình trên đường lái xe đến cơ quan công an anh phú vẫn đau đáu câu hỏi trong đầu sáng nay mình chỉ gọi điện thoại cho một người nói rõ địa điểm sẽ đến gặp Tại sao chúng biết để đón đầu, phục kích mình? Chúng nghe lén được điện thoại của mình ư? Nếu chúng làm được việc tay trời này thì nguy hiểm quá. Không ai ngờ rằng trong một quán cà phê ở gần nơi anh Phú bị chặn bắn có hai các đàn ông đội mũ sụp, đeo kính đen, cầm từ bào lớn che trước mặt đang theo dõi từng hành động của anh Phú từ trước, trong và sau khi hai tên sát thủ áp xe máy vào ô tô của anh nổ súng. Ngay trong buổi sáng thoát chết nhờ may mắn ngày 6 tháng 1 năm 2013 nghìn anh Nguyễn Tấn Phú đã đến cơ quan công an trình báo sự việc xảy ra. Nếu đúng như những gì anh Phú trình bày, đây là vụ án giết người có tổ chức đặc biệt nghiêm trọng. Bằng tinh thần khẩn trương điều tra, truy bắt tội phạm, lúc 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện khám nghiệm hiện trường nhằm tìm kiếm thêm thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Theo biên bản lưu trong hồ sơ vụ án, hiện trường là đoạn đường Hoàng Văn Thụ thuộc khu phố 11 tổ 98, khu dân cư Tránh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, gồm hai làn xe. Mỗi làn có bề rộng 8m, cách nhau bằng giải phân cách cố định, chạy dọc theo hướng Bắc Nam. Tại vị trí sát lề đường hướng Đông, phía trước quán ăn Kim Dung 05, tại địa chỉ số 24-25, khu phố 11, tổ 98, cách cửa trước quán Kim Dung 05, 6,3m, cách quán Mỹ Tiên 20m, phát hiện các mảnh nhựa vỡ màu trắng đen nằm rải rác trên diện rộng 20 x 30 cm. Cũng tại đây, phát hiện các hạt kim loại màu trắng không rõ hình dạng, hạt lớn nhất có kích thước 0,2 x 0,5 cm nằm rải rác. Qua kiểm tra dấu vết trên ô tô Captiva Chevrolet biển số 61L09 thấy như sau. Tại vị trí mép trên của cánh cửa bên, cách trục bánh xe 155 cm, phát hiện có vết bể thanh nhựa chắn kính có kích thước 6 x 5 cm, bờ mép nhằm nhở. Tương ứng với vị trí này, phía trên thành xe có vết lõm kích thước 6,5 x 4 nhân 1,5 cm. Bên trong vết lõm này phát hiện các hạt mảnh kim loại không rõ hình dạng màu trắng và các mảnh nhựa vỡ. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra cũng đề nghị anh Nguyễn Tấn Phú cố nhớ xem trong các mối quan hệ tình cảm, làm ăn sinh hoạt của anh dẫn đến mâu thuẫn, thậm chí thù hận không. Anh Phú suy nghĩ một lúc, sực nhớ ra gieo lên. Có thể là ông hát. Sau đó anh kể, vào khoảng năm 2006 đến 2008, tôi có cho ông hát mượn hơn 1,5 tỷ đồng, nhưng sau đó đòi, hỏi ông không trả. Vì thế năm 2011, tôi kiện ra Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi. Đến tháng 5 năm 2011, Tòa án Củ Chi tuyên buộc ông hát trả tiền cho tôi. Đến tháng 7 cùng năm đó, có quyết định thi hành án buộc ông hát phải trả nợ, nhưng ông vẫn không trả dù đã được mời lên thỏa thuận nhiều lần. 24 giờ trước khi bị hai tên áo đen phục bắn, cơ quan thi hành án có thông báo cho tôi được biết là hai ngày nữa, tức ngày 7 tháng 1 năm 2013, họ sẽ kê biên, cưỡng chế mấy lô đất của ông Hát để bàn đấu giá, lấy tiền trả cho tôi. Ngừng một chút để suy nghĩ thêm, anh Phú thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình với điều tra viên. Nhưng tôi nghĩ ông Hát không nhúng tay vô vụ thuê người ám sát tôi, bởi ông này tính tiền hiền lành, chẳng qua gặp lúc bất động sản đóng băng, đất không bán được nên không có tiền trả nợ thôi. Hơn nữa, suốt quá trình giải quyết ở tòa, thi hành án, tôi với ông cũng nhiều lần gặp nhau vui vẻ, lần nào ông cũng hứa sẽ trả nợ tôi tin ông hát không dám làm chuyện động trời như thuê người giết tôi khi được điều tra viên hỏi vậy ai là người anh thấy đáng nghi ngờ nhất anh phú suy nghĩ một lát gục gật rồi thở dài tôi nghi ngờ người trong gia đình ngừng một lát cho bớt xúc động anh phú kể tiếp từng có hai gã giang hồ từ sài gòn lên gặp tôi ham dọa và nói thẳng là họ được bà ấy thuê để răn mặt tôi nhận định đây là thông tin rất đáng chú ý điều tra viên nhắc nhở anh phú cứ bình tĩnh hãy kể chi tiết điều anh vừa nói. Nhưng trước hết, anh hãy cho cơ quan điều tra biết, trong buổi sáng xảy ra sự việc, trước khi bị hai đối tượng đuổi theo xe để bắn anh, anh có gặp gỡ, giao tiếp hay điện thoại cho ai không? Anh Phú kể, sáng hôm đó, khoảng 8 giờ, tôi có gọi điện thoại cho một người bạn, hẹn đi uống cà phê rồi bàn chuyện làm ăn. Tôi không gặp thêm bất kỳ một người nào ngoài vợ tôi là Lê Ngọc Huệ. Tôi có nói cho Huệ biết việc chuẩn bị đi từ Củ Chi sang Bình Dương lo công việc. Khi nghe đến đây, mọi người đều nghĩ người anh nghi ngờ là vợ của mình. Nhưng câu trả lời khẳng định chắc nịch sau đây đã hướng chúng tôi đến một đối tượng khác. Không, không bao giờ tôi nghi ngờ vợ tôi. Chính là bà Danh, chị ruột của vợ tôi. chỉ bà đó, không ai khác. Anh Phú bắt đầu kể. Bà Danh tên đầy đủ là Lê Mỹ Danh, sinh năm 1963. Có chồng là Đào Xuân Thao, sinh năm 1958. Hai người có hộ khẩu thường trú trên đường Trần Khắc Trân, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bà danh ông Thao là chủ hai tiệm chụp hình, cùng có tên là Minh Hùng, một tiệm trên đường Cộng Hòa gần vòng xoay Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, tiệm còn lại ở gần chùa Bà, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Năm 1999, vợ tôi có mua lô đất 100 m2 gần chùa Bà, Bình Dương. Năm 2008, đất này được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, sổ đỏ mang tên vợ tôi là Lê Ngọc Huệ. Năm 2009, bà danh mượn sổ đỏ lô đất trên để làm giấy phép kinh doanh tiệm chụp hình, rửa hình vì là chị em ruột tin tưởng nhau nên vợ tôi đã đưa sổ đỏ cho bà Danh. Từ đó, bà Danh giải chữ ký của vợ tôi để làm thủ tục tặng mảnh đất trên cho mẹ ruột của bà và là mẹ vợ của tôi tên Nguyễn Thị Đầm và bán cho một người khác theo bản án số 174-2014-GSPT ngày 5 tháng 8 năm 2014 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương. Bà Nguyễn Thị Đầm trình bày. Bà Đầm là mẹ ruột của bà Lê Mỹ Danh và bà Lê Ngọc Huệ, Năm 1999, vợ chồng bà Danh có mua của bà Mai mảnh đất 95,5 m2 tọa lạc tại đường Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Do bà Danh không có hộ khẩu thường trú ở Bình Dương, nên nhờ bà Huệ đứng tên giấy tờ mua bán đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2009, bà Huệ làm thủ tục sang tên cho bà Danh nhưng gặp khó khăn vì ông Phú, chồng bà Huệ, cản trở, nên bà Huệ và bà Danh thống nhất sang tên cho bà Đầm theo hình thức tặng cho. Từ vấn đề này phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng tôi anh Nguyễn Tấn Phú đã làm đơn kiện ra tòa. Bà Danh đã thuê Sáu Được và Hùng Quận 8 lên gặp tôi, hỏi giọng điệu khuyên, nhưng thực chất là đe dọa tôi với nội dung, không nên can thiệp vào chuyện tranh chấp giữa vợ tôi với bà Danh vì đó là chuyện gia đình. Còn không thì tôi sẽ bị xử. Hai người này đã xưng danh và giới thiệu là được bà Danh thuê đến gặp tôi. Đối với vụ hai sát thủ áo đen giết hụt anh Nguyễn Tấn Phú, có hai luồng ý kiến chưa đồng thuận. Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng vụ này là do giang hồ bản địa Bình Dương gây ra. Nhóm ý kiến thứ hai khẳng định, với thủ đoạn dùng súng để bắn nạn nhân, nhất là súng hoa cải, cho thấy đây là thói quen của giang hồ phía Bắc. Còn giang hồ Bình Dương hay mở rộng hơn là giang hồ miền Đông, lâu nay chỉ đến mức sử dụng dao, kiếm, mã tấu. Ý kiến nào đúng phải chờ kết quả quá trình điều tra sau này. Suốt 18 tháng dòng giá, Phòng Cảnh sát Điều tra và Công an thành phố Thủ Dầu Một đã nỗ lực điều tra vụ giết người với nạn nhân là anh Nguyễn Tân Phú, song kết quả vẫn mờ mịt. Với quyết tâm phá bằng được vụ án này, các lực lượng tham gia phá án vẫn không nản chí, tiếp tục tìm biện pháp lần ra manh mối hai tên sát thủ áo đen trong mớ bong bong cả trăm đối tượng nghi vấn. Công sức của các anh cuối cùng đã được đền đáp, người ghi được bàn thắng đầu tiên để chuyển hóa cục diện điều tra vụ án này là đại úy Nguyễn Công Khanh. Anh Khanh là phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đến tháng 8 năm 2014, anh được cấp trên điều động về đảm nhận chức vụ phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một vừa nhận nhiệm vụ mới chưa được bao lâu đại úy khanh đã nhận được món quà bất ngờ nhân vật z một cộng tác viên sống ở các tỉnh phía bắc được anh xây dựng trong mạng lưới cung cấp tin mật chống tội phạm ma túy trước đây giờ phát huy cao hiệu quả z báo cho anh khanh một thông tin quý hơn vàng có mấy thằng có số má ở hà nội đang rủ tôi vô miền nam để đòi nợ con nợ của chúng hình như là dân sài gòn làm ăn ở bình dương còn nợ chúng nó một số tiền lớn hơn nửa tỷ đồng chúng rủ tôi hùn tiền mua vé máy bay vào sài gòn nếu đòi được nợ sẽ trả tôi cả vốn lẫn lãi. Tôi hỏi, nếu không đòi được thì sao? Tao mất vốn à? Thì chúng bảo, vợ chồng nhà đó có chạy đằng trời, không trả tiền thì chúng ông xử luôn vợ chồng nhà nó. Tôi hỏi kỹ thêm, thì được biết con nợ trước đó đã thuê chúng giết một người đàn ông. Chúng dùng súng bắn rồi, nhưng số thằng đó to nên chưa chết. Chưa chết thì cũng phải trả đủ tiền cho chúng ông. Chúng nói như vậy. Đại ủy Khanh ngay lập tức báo cáo nội dung tin của Z cho cấp trên của mình là Trung tá Trần Văn Chú, phó trưởng công an thành phố thủ dầu một bình dương trung tài chú xin ý kiến chỉ đạo từ đại tá nguyễn hoàng thao và thiếu tướng võ thành đức là phó giám đốc và giám đốc công an tỉnh bình dương theo chỉ đạo từ ban giám đốc công an tỉnh trung tá trần văn chú sẽ dẫn đầu một nhóm công tác có đại úy nguyễn công khanh lập tức ra hà nội để xác minh làm rõ thông tin do z cung cấp tổ công tác đã được công an các quận huyện hoàn kiếm hoàng mai phúc thọ nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ nhờ vậy tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ nắm được lý lịch nhân thân của số đối tượng cộng cán nghi có liên quan đến hợp đồng giết anh Nguyễn Tấn Phú. Theo chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Trần Văn Chú sẽ dẫn đầu một nhóm công tác có đại úy Nguyễn Công Khanh lập tức ra Hà Nội để xác minh, làm rõ thông tin do Z cung cấp. Tổ công tác đã được Công an các quận huyện Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Phúc Thọ nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ. Nhờ vậy, tổ công tác đã hoàn thành nhiệm vụ nắm được lý lịch nhân thân của số đối tượng cộng cán nghi có liên quan đến hợp đồng giết anh Nguyễn Tân Phú. Sau khi suy nghĩ, bàn bạc, Trung tá Trần Văn Chú, trưởng nhóm công tác của Công an tỉnh Bình Dương tại Hà Nội, đã quyết định chọn một trong số nhiều đối tượng để điều tra nhằm tạo đột phá cho vụ án. Đối tượng này đã được tổ công tác nghiên cứu rất kỹ và đánh giá là mềm hơn những tên khác, nhưng nắm khá nhiều thông tin quan trọng. Đó là tên Phạm Trí Thức, sinh năm 1985, thường trú tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hiện đang chấp hành án tại trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an. Sau khi tham gia cùng đồng bọn nhiều lần vào Nam, để lên kế hoạch giết anh nguyễn tân phú thức được đồng bọn chia cho ít tiền và một chiếc xe máy đến lúc nghe tin lực lượng công an đang truy tìm những kẻ nhúng tay vào vụ giết người này thức lo sợ đến mất ăn mất ngủ nhất là khi nghe tin một tên đồng bọn đã bị bắt ở bình dương sau nhiều suy tính cặn kẽ thức quyết định bỏ trốn theo cách rất lạ đời so với nhiều tên tội phạm sừng sỏ từng sử dụng đó là gây ra một vụ án theo tội danh nhẹ khung hình phạt tù thấp để được vào trại giam vào đó rồi thì rất yên trí cơ quan điều tra vụ án giết người ở Bình Dương rất khó lần ra tung tích hắn. Nghĩ là làm, thức ra bờ hồ hoàn kiếm, đi thơ thần, lòng vòng tìm mối gây án. Có một du khách nước ngoài đang sách lủng lẳng một cái máy ảnh kỹ thuật số khá xịn. Thức lượn vài vòng tìm cơ hội thuận lợi rồi xông vào giật máy ảnh bỏ chạy. Do có chú ý từ trước nên hắn chạy tà tà, chờ vị khách ngoại quốc kia hô hoán, chỉ trò cho lực lượng cảnh sát, dân phòng gần đó dí theo bắt. Thế là hắn được vào chạy giam ăn cơm tù, ngủ trong bốn bức tường kín mít vài ngày đầu, giúp thức quyền đi nỗi lo bị bắt về tội giết người. Nhưng sau đó, lòng hắn cồn cào nhớ nhà, nhớ vợ con. Hắn tìm điện thoại trôi nổi trong giới phạm nhân ở trung trại để gọi về nhắm tình hình thì bị quản giáo phát hiện, xử lý kỷ luật. Đó cũng là lúc hắn được đưa ra phòng làm việc của trại để gặp khách. Vừa gặp các vị khách nói giọng miền Nam và biết là họ từ Bình Dương ra. Phạm Trí Thức đã sợ xanh mặt. Hắn sợ là phải, vì tổ công tác của công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã biết hết tổng trong vụ án giết người đó. Họ khuyên hắn nên thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng. Đúng là cơn ác mộng với thức, nhưng hắn cũng chẳng còn đường nào khác. Nếu cứ đóng vai anh hùng dơm để giữ bí mật cho đồng bọn, thì biết có ngày nào được về với vợ con. Thế thì ai làm lấy chịu, thả để chúng nó trách móc còn hơn một mình gánh trọng tội. Thế là thức bắt đầu khai. Lúc đầu chỉ âm ừ khai nhỏ giọt, nhưng trước các biện pháp xét hỏi đấu tranh rất nghiệp vụ của tổ công tác, hắn đành thúc thủ, phải khai đủ, khai thật những điều mình biết. Từ lời khai của Thức, tổ công tác quyết định chọn Trần Đức Quý là mục tiêu đấu tranh tiếp theo. Quý sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Bình, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Quý sống bằng nghề mà cô, rất gái cho các ổ chứa, quán karaoke, bia ôm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau một đêm ăn chơi phè phỡn, Quý trở về nhà trọng ngủ, thì bị tổ công tác của công an Bình Dương và các đơn vị thuộc công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Dù là giang hồ thứ thiệt và khá hung hăng, lì lợm, nhưng khi tổ công tác đưa ra các biện pháp nghiệp vụ, Trần Đức Quý đã phải cúi đầu khai nhận tội lỗi. Cũng như Phạm Chí Thức, đầu hắn lo sợ ngày đêm là vụ giết người ở Bình Dương bị phanh phui. Vì thế, khi đối diện với những điều tra viên từ Bình Dương ra, tiền mà cô rất gái ở Hà Nội chỉ còn đường khai chứ không còn đường tranh né còn nhiều đầu mối của một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được mở ra, bế tắc đã được giải quyết. Việc phá được vụ án hóc búa này đã có tương lai sáng sủa. Anh em trong tổ công tác vui mừng động viên nhau, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng họ chưa vội tính sổ tên cầm đầu mà lên kế hoạch chặt thêm một dâu ria của hắn. Đối tượng thứ ba được nhắm đến là một gã gầy gò, mặt vêu vào, cắt tóc ngắn. Ở một khu nhà trọ trong một ngách sâu thuộc tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có một phụ nữ đã có chồng con tên N tuy chưa đến mức lam lũ, nhưng cuộc sống của N cũng có lúc tung bấn, không trả được tiền thuê nhà trọ đúng hẹn. Thế mà đùng một cái, người người trong xóm lắc mắt, ngỡ ngàng khi một chiều đẹp trời, họ thấy N ăn diện trau chuốt, khoác trên vai một túi sách hàng hiệu Hermes trị giá đến 5.000 đô la Mỹ. Đây là loại đồ chơi dành cho giới thượng lưu, doanh nhân, ngôi sao sân khấu, ca sĩ nổi tiếng. N biết điều đó, cả cái xóm nhỏ này lẫn trên những đường phố đông đúc của Hà Nội, người ta đều biết đẳng cấp của túi sách Hermes. Vì thế, mỗi khi sách túi về vầy ra ngó, lên phố, khuôn mặt của N không giấu được vẻ mãn nguyện, tự đắc và cô cũng sửa dáng đi nhún nhảy như các chân dài sang trọng giàu có. Dĩ nhiên, những thay đổi bất ngờ này ở một phụ nữ bình dị sẽ gây được sự chú ý của nhiều người, trong đó có cả các chính sát hình sự của Công an quận Hoàng Mai. Theo hồ sơ điều tra, thì vào chiều ngày 16 tháng 4 năm 2014, trên đường Lý Thái Tổ, Hà Nội, có một phụ nữ tên TH đang đi bộ, thì bị hai tên cướp đi xe Dream áp sát giật chiếc túi Hermes mà chị này đang cầm trên tay. Sau đó chúng phóng xe tẩu thoát. Theo lời khai tại công an quận Hoàn Kiếm, nạn nhân TH cho biết chiếc túi chị mua giá 5.000 đô la Mỹ, bên trong có hai điện thoại di động xịn, một đôi bông tai trị giá hơn 1.000 đô la Mỹ, hơn 4 triệu đồng tiền mặt cùng khá nhiều giấy tờ, thẻ tiến dụng quan trọng khác. Trong lúc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ cướp này, trinh sát đã nhẹ cả người khi nắm được nguồn tin về một người phụ nữ tên N ở tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tự nhiên sang lên với một cái túi hơm đi đâu cũng khoe. Qua công tác xác minh, N có chồng là Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1982, thường trú tại tổ 30, Thịnh Liệt, nhưng đã bán nhà và đến tổ 28 cùng phường thuê nhà trọ. Đức từng ra tòa, nhận bản án về tội cướp tài sản. Thời gian gần đây, Đức thường mang các loại tranh ảnh linh kinh, bu bám theo các khách nước ngoài đang đi dạo ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm để gạ gẫm bán tranh ảnh. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc, nghề chính của Đức là cùng với đồng bọn thực hiện các vụ trộm cắp. Thế là Nguyễn Bình Đức được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Rồi một buổi chiều, khi Đức đang lái xe Dream tạt tà, tà quẹo vào nhà trọ thì lực lượng cảnh sát hình sự của công an quận Hoàn Kiếm và phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội phối hợp với công an phường Thịnh Liệt bất ngờ xuất hiện kiểm tra hành chính nơi ở của Đức. Ngoài cái túi Hermes, đôi bông tai cùng một số giấy tờ trong túi sách là tăng vật. Lực lượng kiểm tra còn thu một súng tự chế, bắn đạn bi sắt, hai thanh kiếm. Điều này đủ nói lên hoạt động và số má giang hồ của Đức. Đức khai nhận đã cùng một đàn em tên Huấn chở nhau trên xe Dream lượn trên phố tìm hồi. Đến đường Lý Thái Tổ, thấy chị TH sách túi Hermes, coi bộ rất màu mỡ nên áp vào giật. Giật xong, chúng bán hai điện thoại xịn được 12 triệu đồng. Mỗi tên chia nhau 6 triệu đồng cùng với hơn 2 triệu đồng tiền mặt trong túi sách. Thấy có túi Hermes mới đẹp quá, Đức mang về tặng vợ. Cơ quan điều tra đã xác minh và xác định huấn, đồng bọn của Đức tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Kỳ Anh, sinh năm 1993, người ở Vị Xuyên, Hà Giang, bỏ nhà về Hà Nội sống lang thang. Kỳ Anh cũng là thành viên trong băng nhóm do Đức cầm đầu, chuyên đeo bám khách du lịch ngoại quốc, gạ gẫm bán tranh hành, chờ thời cơ là ra tay móc túi, trộm cướp của họ. Chỉ 24 giờ sau khi Đức bị bắt, Kỳ anh đang lớn ngớ ở giao lộ cầu đất Bạch Đằng thuộc phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Hắn đã khai nhận vụ cùng tên Đức thực hiện vụ giật túi sách của chị TH trên đường Lý Thái Tổ. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại và tống hai tên vào trại giam số 1 Hà Nội, Hỏa Lò. Được sự giúp đỡ của các đơn vị công an bạn ở Hà Nội, Tổ công tác Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với tên Nguyễn Minh Đức, cũng như về tên Phạm Trí Thức trước đó. Đức đã bất ngờ khi bị hỏi cùng bởi những cán bộ nói giọng miền Nam. Sau mười tháng ăn cư ở trại Hòa Lò, Hà Nội, hắn có phần nào an tâm với việc tham gia giết người ở Bình Dương hơn một năm về trước. Hắn nghĩ vào đây rồi thì công an Bình Dương rất khó tìm ra hắn. Với tội cướp giật nhẹ hiều, hắn tin rằng mình chỉ ở tù thời gian ngắn rồi lại được phóng thích, ra ngoài tha hồ vùng vẫy. Không ngờ công an tỉnh Bình Dương đã không quên hắn và chịu vất vả ra tận Hà Nội để hỏi về một phi vụ mà hắn rất sợ bị nhắc lại. Đã vậy, trong lúc các điều tra viên công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cứ như đã nắm rõ từng chi tiết của sự việc trong bàn tay. Họ đưa ra câu hỏi nào là đã có sẵn những chứng cứ đanh thép, khiến hắn không thể nào vòng vo vò hay chối tội được. Cuối cùng, Nguyễn Bình Đức đành phải khai ra một cái tên mà lúc đầu hắn vẫn cố giấu và các điều tra viên đang rất chờ đợi. Thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, sự hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội bằng sự nhạy bén tài năng và cả sự may mắn, cơ quan điều tra của Công an thành phố Thủ Dầu 1 đã phá được vụ án gai góc đặc biệt này, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân hai miền Nam Bắc. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.